chào chị. Dạ, chào anh. Nước chị. Ôi dạ, cảm ơn anh. Chị mới tới tập hả? Dạ, mới tới tập. Chẳng hay năm nay chị bao nhiêu rồi? Tôi lớn tuổi rồi, trời ơi, già rồi anh ơi, cháu nội lớn hết trơn trọi rồi. Nói chị lớn tuổi mà sao còn trẻ đẹp dữ vậy? Tôi nói thiệt với chị á, hôm qua tôi thấy chị là tôi muốn đứng hình luôn rồi đó. Đứng hình là sao anh? Là bị sét đánh đó. Hả? Tôi chưa từng thấy ai đẹp như chị á. Hả? Xin lỗi chị nha, tôi thấy chị là tôi chịu không nổi luôn á. Ông Nghĩa, ông chết chắc rồi. Có trai theo đúng không? Bậy bả trai theo đâu mà trai theo. À. Nè, nói cho con nghe nè, cái ông học yoga trúng mẹ con á. Ông để ý mẹ con. Tối ngày ông cứ nói mời mẹ con đi uống cà phê không à. Thôi bà ơi, trời bà ơi, không mà nói chuyện tào lao đừng có nghe bà. Con nói sao chứ ai thích người gì như học mít thì thích đi. Không dám đâu, ở trong lớp yoga của mẹ có cái ông đó hả? Mê mẹ lắm. Suốt ngày khen mẹ trẻ nè, mẹ đẹp nè, thân hình bốc lửa nè. Nhìn thấy trẻ dữ rồi. Cái gì á? Vậy đúng không? Vậy. Trời, tập gì kỳ. Giờ người ta tập sao mình tập vậy? Đưa xuống sao đi. Ê ba. Gì? Ủa ba đâu vậy? Tôi mới đi đăng ký học yoga. Trời đất ơi, sao bà báo tôi? Trời ơi, ông có cho cơ hội tôi để tôi nói ông không? Mà tôi có nói hay không, ông cũng đâu quan tâm ha. Nè, đi học đi, đây nhiều chuyện với mấy bà trong đó chứ gì? Đua đòi. Ôi trời ơi. Ôi bà ơi, bà tập bà thấy gì sao? Còn tôi tập xong tôi về tôi ngủ quá trời quá đất luôn. Bình thường thôi, khi mà bà tập yoga thì các cơ bắp nó phải thư giãn là chuyện bình thường. Vậy hả? Ừ. Ôi tao nói ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Ngủ làm như là mình uống thuốc ngủ vậy đó. Bà tập đi nha. Bà tụi quá. Chào chị. Dạ, chào anh. Nước chị. Ôi dạ, cảm ơn anh. Chị mới tới tập hả? Dạ, mới tới tập. Chẳng hay năm nay chị bao nhiêu rồi? Tôi lớn tuổi rồi, trời ơi, già rồi anh ơi, cháu nội lớn hết trơn trọi rồi. Nói chị lớn tuổi mà sao còn trẻ đẹp dữ vậy? Trời đá làm nghe đúng nội rồi. Trời ơi, tôi đẹp hả? Trời ơi, anh nói tôi đẹp à? Tôi nói thiệt với chị á, hôm qua tôi thấy chị là tôi muốn đứng hình luôn rồi đó. Đứng hình là sao anh? Là bị sét đánh đó. Hả? Tôi chưa từng thấy ai đẹp như chị á. Hả? Xin lỗi chị nha, tôi thấy chị là tôi chịu không nổi luôn á. Đó là nghèo rồi. Ông Nghĩa, ông chết chắc rồi. Ủa, chị chưa về hả? Ồ, bà giờ chờ tôi đi, tôi thay đồ rồi về. Ôi, tập vậy em đợi chị xíu nha. Ừ, nó đã gì đâu á. Cô gì ấy ơi, người đẹp ơi. Dạ. Lát mình có quận không? Chị anh? Để tôi mời sang quán cà phê bên đường. Mình làm ly cà phê. Uống cà phê hả? Xin lỗi nha, mình không thích uống cà phê. Anh ơi, người ta không có thích uống cà phê. Người đẹp, chút nữa tôi mời bà đi uống cà phê nha. Xin lỗi nha, mình không thích uống cà phê. Tôi nói thiệt với bà ha, vậy cha nó chả chơi chẽn hết biết luôn á. Trong khi bà mới gặp à, chưa có quen biết ấn giác vậy chứ, tự nhiên mời bà đi uống cà phê à. Ừ, thì bà nói vậy chứ, nhiều khi ông mời lơi, ông lịch sự á, hiểu không? Mình mới uống thôi. Mời lơi cái gì mà mời lơi, tại sao bao nhiêu người ông không mời, tôi ông không mời, mà ông mời bà. Ông này ông đúng chơi chẽn luôn á. Trời ơi, tôi nghe ông nói tôi mắc cười quá. Người đẹp đẹp, mới nhìn người đẹp tôi đứng hình. Xin lỗi, ông ta nói nè, xin lỗi chị không nổi nữa. Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, công nhận bà bốc lửa thì từng tuổi này á hả mà còn đàn ông đeo đuổi á, tôi ngưỡng mộ bà lắm đó. Trời bà ơi, nói người đàn ông đeo đuổi tôi nổi với gã trơn trọi nè. Nè. Ủa, con mới về hả?
Dạ. Bộ để quên gì sao về sớm vậy? Dạ đâu có đâu. Dạ chào cô. Chào con. Dâu tôi. Bạn bạn học yoga với mẹ. Dạ con biết mà. Ừ. Gì vậy? Mẹ. Cái gì? Có trai theo đúng không? Bậy bạ trai theo đó mà trai theo. Cái lực này là khó chắc luôn. Bậy bạ ai nói gì không có. Có không cô? Đúng rồi. À. Nè nói cho con nghe nè. Cái ông học yoga chung mẹ con á. Ông để ý mẹ con. Tối ngày ông cứ nói mời mẹ con đi uống cà phê không à. Thôi bà ơi, trời bà ơi, không mà nói chuyện tào lao đừng có nghe bà. Có đâu trời có, ơi. Có. Ừ mà trời ơi nói bậy bạ con dâu tôi nó cười bây giờ. Đúng rồi. Đâu gì đâu, mình bốc lửa mà, đúng không? Con nhiều khi con nhìn mẹ con còn thèm. Nhìn bốc lửa lắm luôn á. Mẹ. Hả? Mẹ hãnh diện lên. Mình là phụ nữ. Tuổi của mẹ mà còn bốc lửa như vậy mà. Hãnh diện lên, có gì đâu mà mắc cỡ. Ok. Đúng rồi. Mẹ. Chiều nay uống cà phê với con nha. Thấy chưa? Bà nói chi có con dâu tôi nó chọc, nó ghẹo tôi thấy chưa? Nó ghẹo gì thì nói đúng thôi chứ có chuyện gì đâu mà ghẹo. Thì ba con bốc lửa nó, bà con bốc lửa, có vậy thôi. Bà không hiểu gì hết trơn trời á. Trong cái nhà này nè, trời ơi, tôi với nó không có thuận nhau. Bốc lửa gì, tôi già rồi sao tôi đẹp bằng nó. Mà nó mẹ bốc lửa, nó ghẹo tôi đó. Ô, cả nhà vui. Trời đất ơi, cái gì hết trời. Trời đất cứ người đi nằm đâu ngủ đó gì. Môi phù. Trời. Bà ơi, bà. Dậy đi, ngủ cái gì ngủ kỳ vậy? Mẹ có buồn ngủ vô phòng ngủ chứ ai nằm vậy? Trời ơi, dặn người. Ôi, nói vậy, nãy giờ tôi ngủ ngoài này hả? Cái gì nữa? Trời ơi, ngồi sao ngủ quên nào không hay nữa. Ngủ chứ kia cũng vô phòng ngủ chứ. Từ từ chứ, ông nói vậy cũng la. Trời ơi. Ơi, ôi. Ok, có kìa. Nhìn kìa, mình mấy quần áo đầu tóc bu xù. Tóc bu xù thì vuốt rồi, nó có bình thường có gì đâu vậy cũng nói nữa. Khó chịu quá. Trời mắt ơi, tình quá à. Nó ăn nói cho kỳ ta. Thiệt là tướng tá này thì như đàn ông ăn nói phụ nữ không thấy mà thấy vô duyên quá trời. Trời ơi ba đừng nói vậy nha. Mẹ con nhìn ngon lắm đó. Ngon sao? Có người thích mẹ chứ bộ. Thích. Cái gì? Em nói thiệt. Thiệt. Con nói sao chứ ai thích người gì như học mít thì thích đi. Không dám đâu, ở trong lớp yoga của mẹ có cái ông đó hả? Mê mẹ lắm. Suốt ngày khen mẹ trẻ nè, mẹ đẹp nè, thân hình bốc lửa nè. Trời rủ mày đi uống cà phê. Trời đất ơi, ông nói chắc ông thích ăn hột mít của ba rồi. Trời đất ơi, ai người đời mà cái bả nhìn bả như trời đất ơi tròn quay rồi. Người gì đâu mà thấy đâu có cái gì phụ nữ đâu mà mời uống cà phê. Không dám đâu nha. Ba nhìn kỹ đây đi. Tại ba hả suốt ngày ở chung với mẹ nhưng ba không thấy được cái sự hấp dẫn của mẹ. Còn người lạ người ta nhìn vô người ta thấy liền cái sự hấp dẫn đó. Da dẻ mẹ trắng mịn nè, đúng không? Hồng hào nè, thân hình vẫn còn quyến rũ, đúng không anh? Đúng rồi ba ơi. Cẩn thận nha ba. Đừng để một ngày nào đó ta tiếc cho em, ta tiếc cho em. Nhìn em trong lòng mọi người. Úi, chấp luôn. Chà đâu, mồm nó đuôi rồi. Không thấy đường, mắc mờ rồi. Mới đụng với bà. Thôi, công tâm đi. Còn ngon lắm đó. Công tâm đi, nhìn nhận đi nha. Một điều đặc biệt mấy ông thầy yoga, ông biết bấm nguyệt nha. Đúng rồi. Ông bấm ngay một cái nguyệt sụi của mẹ, một cái mẹ sụi theo ông luôn là xong đó. Con nói cho ba nghe nha, cái tuổi của mẹ là mẹ trẻ nhất rồi đó. Không sợ. Ông biết sao? Chồng tôi á, ông sợ tôi lắm. Tôi mà la lên một tiếng là ông im re, không dám cãi tôi một lời nào luôn đó. Trời ơi, giữ mà hơi sư tử Hà Đông nữa. Mấy bà biết không? Còn chồng tôi á, ông sợ nhất á là một là mẹ ông, hai là tôi nè. Trời đất ơi, ghê dữ vậy đó hả? Sợ hay nhất hai người phụ nữ hả? Dạ. Chào các chị. Chào. Ủa, sao ông đang về sớm vậy? Có chuyện gì không? Không có gì. Các chị cứ tự nhiên nghe. Dạ. Tôi vô bếp chút. Lấy xíu đồ. Sao kể tiếp chồng bà coi. Chưa hết đâu nha.
Con nói cho ba nghe nha, cái tuổi của mẹ là mẹ trẻ nhất rồi đó. Da dẻ mẹ trắng mịn nè, đúng không? Hồng hào nè, thân hình vẫn còn quyến rũ. Đúng vậy, nhìn kỹ mà trắng hồng, da mịn màng quá đi chứ. Đúng là trẻ đẹp hơn mấy bà cùng tuổi nhiều. Nhìn bà còn tỏa ra sức sống nữa, tươi tắn như trăng đầm. Công nhận không có một nếp nhăn nào. Ông à, ông làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không có, không có gì. Đừng có nói vậy nghe, đụng chạm nghe soái ca của lòng tôi đó. Em như cô gái hay còn xinh, trong trắng thơ ngày chưa vương bụi trần. Công nhận từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, em vẫn còn những đường cong gợi cảm. Tại sao tôi đến giờ mình không nhận ra ta? Kỳ thiệt. Ông làm gì ông dòm tôi dữ vậy? Ông hả? Ông làm gì ông dòm tôi dữ vậy? Đẹp. Đừng có gì. Ủa, tới giờ bà đi tập yoga hả? Nhờ quá, nhờ ông nhắc mới nhớ, đúng rồi. Nè nè nè, ở nhà coi cô ba giùm tôi nha, tôi đi tập nha. Ủa, đây, đây. Hả? Nói nhỏ cho nghe. Cái gì? Xin lỗi, không có đặt. Ê, cái gì vậy? Không đặt. Ông này. Ê, khi đến giờ này mà đặt ông vẫn còn theo đuổi bà. Mấy thằng cha này mắt tinh ghê, thân hình bà còn hoàn hảo bốc lửa như vậy mà. Trời ơi, còn khéo mình mất vợ như chơi này. Chứ xinh đẹp, em chỉ hái một bông hoa hồng. Ê nè, ăn lẹ đi nghe, lên giữ của bo nghe, tới giờ mày đi tập yoga rồi nghe không? Dạ mày cứ lên đi rồi con ăn chén xong con lên liền. Không, bà không được đi tập. Không được bà, tập yoga tốt cho mọi lứa tuổi mà. Tốt cái tuổi già đó ba. Mẹ, mẹ cứ đi đi, con ủng hộ mẹ. Yên tâm, mẹ không bao giờ bỏ cuộc, mẹ đang có hứng. Dạ. Chào, chào ông nội đi con. Chào ba đi lẹ lên nha. Tần tần tần, ra vườn qua em chơi em. Cái thằng này, con với cái không hiểu cái gì hết. Tự nhiên sao nó lại khuyến khích bà chứ. Đừng mà lát đâu. Ngứa chừng đã. Chứ không phải là do ba ngứa chừng vì mẹ tập yoga mỗi ngày hả? Con. Dạ. Tập yoga là yoga đã có lợi cho sức khỏe lắm hả con? Dạ đúng rồi ba. Tốt cho mọi lứa tuổi luôn đó ba. Dạ. Yeah. Tập yoga giúp lưu thông khí huyết, rồi dẻo dai cơ thể. Ba biết điều đó mà. Biết chứ. Nhưng mà chắc ba đi tập yoga. Chứ không phải ba nói là có chết ba cũng không tập cái môn đó hả? Không có, hồi xưa mình chưa thử, mình chưa biết. Bây giờ mình thấy nó tốt cho sức khỏe, mình tập chứ có gì đâu. Ba cũng nên tập đi ba. Sao ba đá con nữa? Thích đá, ngứa chân đá. Bà ơi bà, tôi đi tập yoga với bà đây. Con. Ủa, chú Phúc. Dạ. Bộ ba tính đi tập yoga với mẹ thiệt hả? Dạ đúng rồi. Chị biết tại sao mà ba muốn đi tập yoga với mẹ rồi đó. Chị biết thiệt hả? Chứ sao, cái gì mà chị không biết? Tại sao chị? Em muốn biết không? Dạ muốn. Thiệt không? Chị không nói. Cái gì vậy trời? Mẹ. Ôi, sao đây? Bực mình quá đi. Ba con á, lúc này già rồi chở chứng rồi sao đó. Tự nhiên á, đòi đi tập yoga với mẹ. Ông lẹo đẻo kè kè kế bên làm chuyện mà vô đó có tập gì đâu, làm chuyện tào lao không bực chết sức luôn vậy. Rồi em biết lý do tại sao ba làm vậy không? Tại ba mày quẩn. Làm gì có vụ quẩn nữa, chắc chắn phải có lý do chứ mẹ. Lý do gì? Ba ghen. Ghen hả?
Trời ơi, nghĩ sao mà ghen. Bây giờ cho dù mà có ai thích mẹ hả, trước mắt ổng á, ổng còn tỉnh bơ, ổng còn dòm ngó tới mẹ trơn rồi á. Không dám thôi nha. Hôm bữa mẹ ổng thấy hả, con vừa nói là có người thích mẹ, ba thay đổi 180 độ luôn. Thiệt hả? Thiệt. Ba nhìn mẹ hoài luôn, mẹ không nhớ hả? Trời ơi, để ý gì mà để ý con. Mẹ nói thiệt với con nghe, bây giờ mà cho có dù ai theo mẹ thiệt á nghe, trước mắt ba con á, ổng cũng tỉnh bơ, ổng đâu có dòm ngó tới mẹ đâu. Không hề ha. Từ đó tới giờ là ba cứ nhìn mẹ suốt luôn đó. Nhìn hả? Ừ. Mẹ có thấy gì đâu. Con nói thiệt mẹ nha, con mà đàn ông giống như ba hả, con nhìn mẹ con cũng ghen nữa. Thôi đừng có nói bậy bạ. Trời ơi, mấy đứa ngon như này được rồi nó cười. Dạ, cả rồi ghen tôi gì không biết. Khoái khoái khoái. Ông ơi, lẹ lên. Ông à, ông làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không có, không có gì. Ông làm gì ông dòm tôi dữ vậy? Ông hả? Ông làm gì ông dòm tôi dữ vậy? Đẹp. Trời ơi, không lẽ mình còn sức hấp dẫn hả trời? Quà nó đúng sao? Hey. Ông ơi, đi ông ơi. À. Đi. Sao ông chịu đi rồi đứng đó giùm tôi cười tủm tỉm mà vậy? Nè, bà tôi đẹp lắm hả? Đẹp, bà đẹp lắm. Đừng có ghẹo chứ nha. Hình như bà cao thêm chút là phải á. Cao hả? Ừ. Lâu lắm rồi tôi cũng không có đo. Mà tôi nghĩ tôi già rồi chắc cũng cỡ đó chứ đâu có cao thêm. Chắc nhờ mang được guốc. Không, không phải guốc đâu, không phải guốc. Mà do người em chắc săn lại. Ý là nói tôi thon thả đó hả? Đúng rồi. Thon thả hả trời? Đi tập yoga đâu có bao nhiêu ngày đâu mà không lẽ hiệu nghiệm dữ vậy sao? Đừng ghẹo tôi. Ông á, ông ưa ghẹo lắm. Đó, ông nói tôi á giống như hột mít hoặc là hột vịt lộn không à? Anh thích ăn hột vịt lộn. Thích ăn hột vịt lộn á? Ê, tôi là hột vịt lộn, ông là rau răm. Rau răm mới có hột vịt lộn mới ngon. Hình như bà đi thẩm mỹ viện phải không? Đâu có. Sao mà thẳng thốn quá vậy? Ý ông khen tôi đẹp và da mặt tôi thẳng là nhờ đi thẩm mỹ viện hả? Đúng rồi, chứ ủi đồ nhăn nhúm là tuổi thẳng băng ra đó. Vậy hả? À. Nói nghe nè, ông có thời giờ đâu giữ cụ bo lăn ra là ngủ phè rồi làm công chuyện nhà thời giờ đâu đi. Thôi đừng nói nhiều nữa, đừng khen tôi mắc cỡ đó. Đi. Khoan, chờ tôi với. Vậy hả? Em đi đi. Đẹp quá. Nguyễn cứ ghẹn tôi hoài. Rồi hôm nay đông dữ ta. Dạ chào chị. Bà Năm, bà Năm. Thôi ngồi đây đi, tôi chừa chỗ cho bà nè. Dạ cảm ơn nha. Ngồi đi. Chỗ có một con người rồi. Đây bà sao đi. Bà Năm, bữa nay chồng bà đi theo chi vậy? Trời ơi, thì ông thấy tôi tập yoga ông gọi theo. Ông sợ bị bỏ rơi. Biết rồi nhưng mà ông tập làm gì? Thì ai biết đâu, ông đòi đi theo cho ông đi theo. Nhìn thấy trẻ dữ rồi. Cái gì vậy? Vậy đúng không? Vậy. Trời, tập gì kỳ? Giờ người ta tập sao mình tập vậy? Đi xuống sao đi? Xuống sao không? Lát mình về đi ăn cam nha. Cái gì? Cái gì vậy? Không làm gì kia. À, xin lỗi. À, xin lỗi ông anh nha. Trời, ông chồng tôi đó, ông không thấy đường ha. Xin lỗi nha. Ủa chưa? Điên hả? Tự nhiên rồi mốt vụ đá ông nheo. Tập đi. Ngồi đàng hoàng lên. À. Ông sao vậy? Ngồi đàng hoàng lên. Đã đây. Em đẹp lắm. Năm ơi,
Em có biết không, em đẹp nhất phòng tập này, không ai sánh được bằng em. Phải đề cao cảnh giác mới được. Mai là mình bám theo tập cùng, dễ chết như chơi. Dạ con xin chào cô chú ạ. Hôm nay mình sẽ bước vào bài tập hít thở sâu ạ. Người đâu ra vậy? Đẹp lạ lùng.